Bí quyết khống chế vọng tưởng. Vạn Phật Thánh Thành mỗi năm đều có tổ chức vài thiền thất, mỗi thất là 7 ngày. Trước lễ vía A Di Đà thì có một Phật thất 7 ngày, rồi sau đó là liên tiếp 3 thiền thất 21 ngày. Hàng năm những người đến dự thiền thất đều tham gia từ đầu đến cuối, khiến công đức được viên mãn. Năm nay hy vọng quý vị đến tham gia cũng giữ sự chung thủy, chẳng thối lui nữa chừng. Bỏ thiền đường đi mất, bằng không thì công phu sẽ phải bỏ dở, lãng phí thời giờ, chẳng có sở đắc. Tư thế lúc ngồi cần phải ngay ngắn, thẳng lưng, đầu phải thẳng, không cúi xuống, không ngửa lui, không nghiêng trái, không quẹo phải. Sau đó bắt tréo hai chân theo thế kiết già, lấy chân trái bỏ lên đùi phải, kế đó lấy chân phải bỏ lên đùi trái. Đó là tiêu chuẩn. Bởi vì tư thế kiết già phu tọa khiến chúng ta dễ nhập định, cho nên còn gọi là thế hàng ma tọa, thế kim cang tọa hay thế liên hoa tọa. Tư thế này có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức. Lúc bắt đầu ngồi thiền, quý vị cần phải luyện tập tư thế căn bản này. Kế đến, quý vị hãy điều chỉnh thân thể, mắt nhìn xuống chóp mũi, từ mũi nhìn xuống miệng, từ miệng nhìn xuống tâm. Đó là bí quyết để khống chế vọng tưởng. Sau đó mới điều hòa hơi thở, đừng mau, đừng chậm, hãy thở một cách tự nhiên. Lúc này quý vị mới tham cứu câu: ai là kẻ niệm Phật? Trải qua một thời gian lâu dài, việc tham thiền sẽ có tác dụng. Việc dùng công tham thiền cũng giống như gà mẹ ấp trứng vậy. Gà mẹ lúc nào cũng nghĩ đến gà con, cứ chuyên tâm hết lòng ấp trứng. Chẳng phải ấp được 5 phút là chạy đi, rồi một lúc sau lại trở về ấp tiếp. Ấp chưa tới 5 phút lại chạy mất. Bởi làm như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ trứng nở ra gà con đặng. Tham thiền cũng thế, lúc nào cũng phải dụng công miên mật. Đừng sợ đau lưng, đừng sợ nhức chân, đừng sợ khổ cực, đừng sợ gian nan. Hãy một lòng một dạ tham thiền. Tham cái gì? Tham câu niệm Phật là ai. Tham cho tới khi sông cạn, núi cùng, nước dừng, đá hiện, thì lúc đó mới khai ngộ được. Tham thiền lại cũng giống như rồng ấp ủ hạt châu. Rồng lúc nào cũng ôm giữ bảo châu, chẳng hề lơ là hoặc không cẩn thận chú ý. Vì vậy hạt châu ngày một sáng, còn rồng thì ngày đêm canh giữ hạt châu. Người tham thiền cũng phải như thế, trong mỗi phút mỗi giây đều không khởi tạp niệm. Cổ nhân nói: nhất niệm bất sanh, toàn thể hiện. Nghĩa là khi một niệm không sanh khởi thì chân tâm Phật tánh hiện bày. Cũng có thể nói rằng vọng niệm bất sanh, toàn thể hiện. Hễ vọng niệm không sanh khởi thì lúc ấy toàn thể sẽ hiện rõ. Khi ngừng bặt vọng tưởng, quý vị sẽ có cơ hội thành tựu. Người tham thiền không nên nghĩ đến việc thành Phật, đừng để tâm tới chuyện khai ngộ, cũng chớ nghĩ tới chuyện đắc trí huệ. Cứ nỗ lực dụng công, cần cù chăm chỉ tu hành, khi thời gian chín mùi thì sẽ khai ngộ. Ở trong thiền đường, quý vị cứ ngồi thiền, xong lại đi kinh hành, rồi ngồi tiếp, xong lại đi kinh hành, rồi ngồi tiếp, xong lại đi tiếp. Cứ như vậy, tu một thời gian lâu dài thì quý vị sẽ có cơ hội thành tựu.
Bởi vì cửu tòa hữu thiền, ngồi lâu thì sẽ có thiền. Tham thiền lại cũng giống như mèo rình chuột. Mèo phải định thần chú ý rình tại ổ chuột, chờ chuột chui ra là chụp ngay. Mèo không thể giải đãi, hễ tâm tán loạn thì không còn chú ý đặng. Người tham thiền cũng thế, lúc nào cũng phải giữ chặt chánh niệm, không được sanh vọng niệm. Đó là kiến thức vào đạo sơ cấp nhất của việc tham thiền. Người tu đạo chớ xuống Nam Sơn, cũng chớ lên Bắc Hải mà tìm đạo. Đạo vốn ở ngay thân ta. Nếu quý vị có thể ngồi kiết già phu tòa, chuyên tâm chú ý tham thiền, thì đó là đạo. Không nên có tâm thích chuyện cao siêu dịu dời, hướng tâm ra ngoài tìm đạo. Vì như thế thì vĩnh viễn không tìm ra được đâu. Nếu quý vị bỏ cái gần kề để chạy đi tìm cái xa xôi, thì tới đâu quý vị cũng gặp toàn chuyện khó khăn, phiền toái. Đó là tự mình chuốc lấy rắc rối, tự mình rước khổ vào thân. Thiền thất, tháng 12 năm 1980. Tham thoại đầu. Tham thoại đầu tức là nghiên cứu câu: ai là người niệm Phật? Người niệm Phật là ai? Có câu: đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, bất nghi bất ngộ. Tức là nghi lớn ngộ lớn, nghi nhỏ ngộ nhỏ, không nghi không ngộ. Khi tham thấu triệt câu thoại đầu ai là người niệm Phật rồi, thì sự tham thiền ấy chính là thanh kim can dương bảo kiếm, chặt đứt hết mọi dục niệm, chỉ còn một niệm tham cứu câu thoại đầu mà thôi. Lúc mọi ý niệm đều ngừng bặt, bấy giờ đạo tâm sẽ bừng dậy. Trước khi đã thiền thất, thường có đã Phật thất. Phật thất xong mới đã thiền thất, thì hiệu quả mới tốt đẹp. Trước niệm Phật, sau mới tham cứu thoại đầu, ai là người niệm Phật? Tham có nghĩa là tìm, tìm xem ai là người niệm Phật. Là quỷ ư? Vậy thì thuộc loại quỷ nào? Là người ư? Người nào vậy? Là mình ư? Mình chết rồi thì còn niệm được chăng? Bỏ vô quan tài rồi thì chẳng ai còn niệm Phật nữa cả. Hãy tìm xem, rút ráo thì ai niệm Phật và niệm ai chứ? Hãy tìm xem, người niệm Phật là ai? Ai đang niệm Phật? Quý vị tìm không ra ư? Dù quý vị vĩnh viễn tìm kiếm cũng không tìm ra được. Nếu quý vị tìm ra được chữ ai này thì vọng tưởng gì cũng hết sạch. Vì sao quý vị vẫn còn vọng tưởng? Vì quý vị vẫn chưa tìm ra được cái ai. Tìm cái ai này có thể mất đến cả đại kiếp. Khi quý vị thấy những người tu hành lão luyện ngồi thiền chẳng động đậy, chính là họ đang tìm cái ai này vậy. Bởi vì chuyên tâm tham cứu cái ai này nên mọi vọng tưởng đều ngưng bặt, thoát nhiên khai ngộ. Lúc ấy trong bóng tối âm u bỗng xuất hiện ánh hào quang sáng chói. Chuyện gì quý vị cũng thấy rõ cả, rằng mê thời thiên quyển thiểu, ngộ thời nhất tự đa. Tức là lúc mê ngàn sắc còn ít, ngộ rồi một chữ cũng dư. Đó là đạo lý của việc tham cứu câu ai là người niệm Phật. Do đó hễ người nào không khởi vọng tưởng thì người ấy có công phu. Người luôn khởi vọng tưởng thì bất cứ công phu gì cũng không thành cả. Đó là điểm cốt tủy của việc tham thiền. Công phu tham thiền cốt ở sự chuyên nhất tham cứu, đi cũng tham,
ngồi cũng tham, đứng cũng tham, nằm cũng tham. Nói tóm lại, lúc nào cũng phải tham thiền, chớ bỏ qua cơ hội tham thiền. Vì thế, lúc đã thiền thất, chúng ta không lạy Phật, không tụng kinh, không lên chánh điện, không cúng quá đường. Hễ tới giờ thì ăn, ăn xong lập tức tới thiền đường tiếp tục tham thiền. Lúc cần đi vệ sinh thì đi, xong rồi phải tức khắc trở lại thiền đường để tiếp tục tham thiền. Đừng lãng phí một phút một giây, bởi vì biết đâu chính trong một phút một giây ấy quý vị có thể khai ngộ thì sao? Do đó hãy tranh thủ từng giây từng phút một. Có câu đừng rời cái này, không rời cái gì? Tức là không rời câu thoại đầu ai là người niệm Phật. Không rời xa câu này, nên đó chính là thanh gươm trí huệ cắt đứt thất tình lục dục. Một khi thói hư tật xấu trừ sạch thì bổn tánh sẽ hiện tiền. Khi bổn tánh hiện tiền thì đạo quả giác ngộ sẽ thành tựu. Trong thời gian tham thiền, quý vị phải đối diện với thực tế, khắc phục mọi hoàn cảnh, giữ chặt tông chỉ. Phải nhớ rằng khổ đau là khởi đầu của an lạc. Tôi thường nói với quý vị là chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì mất phước. Cổ nhân có dạy, họa là chỗ phước dựa vào, phước là nơi họa cậy nương. Theo sau chuyện hung xấu, thường có điềm lành tới. Bên cạnh chuyện yên ổn, có thể sẽ có chuyện không may. Pháp thế gian thì luôn ở thế đối đãi như vậy. Từ bao kiếp lâu xa đến nay, không biết chúng ta đã tạo bao nhiêu ác nghiệp, thế nên giờ đây chúng ta phải chịu quả báo. Nếu quý vị biết nỗ lực dụng công, dũng mãnh tinh tấn, trả sạch hết nghiệp thì sẽ thành tựu đạo quả. Quý vị hãy chú ý, bất luận là cảnh giới thuận theo lòng mình hay cảnh giới nghịch với ý mình, thì quý vị cũng hãy nhẫn chịu. Nhẫn chịu không nổi cũng phải ráng nhẫn chịu. Tu đạo chính là tu nhẫn nhịn. Có câu nhẫn là bảo bối vô giá. Nếu quý vị có thể nhẫn nhịn, chịu đựng mọi chuyện, thì sẽ có được sự an lạc chân chánh. Cũng như người luyện võ mà chưa đủ kinh nghiệm, lúc phải vật lộn thì quên bẵng tất cả chiêu số. Đến khi đánh đấm xong, mới nhớ ra các thế võ để đánh thì đã quá muộn. Tham thiền cũng vậy. Khi cảnh giới đến thì quý vị phải nhẫn chịu, phải chịu thiệt thòi, phải cắn răng chịu đựng. Khi vượt qua khó khăn rồi, quý vị mới đạt được sự tự tại. Khi tham thiền, quý vị phải sáng tham như vậy, chiều cũng tham như vậy. Sáng tu thiền, chiều cũng tu thiền. Tu lâu ngày thì sẽ thành tựu. Nhẫn nại được, tức là dù đau lưng cũng chẳng màng, đau gối cũng mặc kệ. Cứ nhất tâm nhất niệm tham câu, ai là người niệm Phật? Nếu lúc nào cũng được như vậy thì quý vị sẽ chẳng khởi vọng tưởng, có thể nhiếp thọ thâu phục thân tâm, khiến tâm trí thanh tịnh tới mức một vọng niệm cũng không dấy khởi. Quý vị hãy giữ cho tâm đừng rời câu thoại đầu ai là người niệm Phật, lúc nào cũng đề khởi, lúc nào cũng chẳng quên. Đó chính là mục tiêu của sự dụng công. Việc tham thoại đầu thì chỉ có một vọng tưởng, còn tạp niệm thì có vô số vọng tưởng. Do đó, chúng ta dùng phương pháp dĩ độc công độc, lấy một vọng tưởng tham cứu thoại đầu để khống chế tất cả các vọng tưởng khác. Dần dần, từng vọng tưởng một sẽ bị tiêu diệt, không còn tái khởi. Lúc ấy, bất luận là cảnh giới gì đến
quý vị cũng không còn bị mê hoặc. Quý vị biết biện biệt rõ ràng thì không thể nào bị tẩu quả nhập ma. Người xưa nói: Ninh khả thiên sanh bất ngộ, bất khả nhất nhật trước ma. Tức là thà rằng ngàn đời không ngộ, chẳng để một ngày vướng ma. Khi tu thiền định, quý vị cần phải cẩn thận dè dặt, chớ có cực đoan. Phải chánh đại quang minh, đừng để bọn ma quỷ có cơ hội hại quý vị. Khi quý vị có tạp niệm, tức là quý vị mở cửa cho ma quỷ lọt vào. Do đó, tham thoại đầu chính là pháp bảo đuổi ma. Thiền thất, tháng 12 năm 1980. Cảnh giới thiền. Ngồi thiền, ngồi tới lúc trong không có thân tâm. Ngoài không có thế giới, xa gần đều trống rỗng, thì mới đạt đến chỗ không có ngã tướng. Không có nhân tướng, không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng. Cũng là lúc tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai cũng không có. Đạt tới cảnh giới này chưa phải là đắc được công phu thật sự. Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Dù quý vị ngồi được một giờ hay ngồi được 10 giờ, nhẫn đến ngồi suốt một tháng, 10 tháng, đó chẳng qua là công phu của quý vị có được chút ít tương ưng. Chỉ mới được chút ít cảnh giới khinh an mà thôi. Trải qua cảnh giới nhẹ nhàng khinh an, cứ tiếp tục tham thiền thì quý vị sẽ nhập cảnh giới sơ thiền. Sơ thiền thiên gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức là cảnh giới xa rời những lạc thú của chúng sanh. Tại cảnh giới ly sanh hỷ lạc địa, quý vị rất mau nhập định. Trong lúc nhập định, hơi thở sẽ ngừng hẳn, không ra không vào, không đi không đến. Giống như con rùa, tới mùa đông thì rụt đầu vào mai, đình chỉ sự hô hấp bên ngoài, song sự hô hấp ở bên trong vẫn tiếp tục. Đó là hiện tượng đông miên. Người tham thiền khi nhập định thì ngừng thở, nhưng khi xuất định thì vẫn hít thở như thường. Quý vị hãy chú ý, tới cảnh giới này quý vị chớ khởi vọng niệm: a, ngừng thở rồi. Khi vọng niệm ấy nảy sinh thì hô hấp sẽ tiếp nối ngay. Do đó không thể thiếu cảnh giác, bằng không quý vị sẽ lỡ mất cơ hội và phải làm lại từ đầu. Từ sơ thiền, nếu quý vị tinh tấn tu tập thì sẽ nhập nhị thiền. Nhị thiền thiên gọi là định sanh hỷ lạc địa, tức là trong cảnh giới định, niềm hỷ lạc sanh khởi, nên có câu: thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Tức là thiền dị là thức ăn, sung mãn niềm vui pháp. Nhập cảnh giới này chẳng những ngừng thở, mà tim cũng ngừng đập. Mạch tim chỉ ngừng chứ không phải dứt hẳn, nên khi xuất định sẽ trở lại bình thường. Từ nhị thiền, nếu quý vị tiến tu thì nhập tam thiền. Tam thiền thiên gọi là ly hỷ diệu lạc địa, nghĩa là xa rời mọi sự quan lạc thô thiển, chỉ còn niềm vui di tế vô cùng di diệu. Nhập cảnh giới ly hỷ diệu lạc địa thì không những hơi thở ngừng, tim hết đập, mà ý niệm cũng dứt hẳn, hệt như một người chết dậy. Lúc ý niệm dứt thì mọi vọng tưởng mông lung cũng dứt. Khi hơi thở ngừng lại, máu huyết hết dưỡng khí, nên sự tuần hoàn cũng đình chỉ. Do đó tim cũng không đập, không còn có mạch nữa. Lúc ấy tạp niệm chẳng còn. Giả sử hơi thở là gió, mạch là sóng, mà ý niệm là nước. Nếu gió im thì sóng lặng,
nước tự nhiên yên tĩnh. Đó chính là đạo lý gió ngừng sóng lặng vậy. Đây là tác dụng tạm thời lúc nhập định, chứ không phải là dứt hẳn như khi chết. Lúc nào muốn phục hồi hơi thở hay mạch đập thì chúng lại hoạt động bình thường. Từ tam thiền mà tinh tấn tu thiền định thì nhập cảnh giới tứ thiền. Tứ thiền thiên gọi là xả niệm thanh tịnh địa, nghĩa là xả bỏ niềm vui di diệu của tam thiền, tâm niệm thanh tịnh. Hơi thở ngừng, quyết mạch ngừng, ý niệm ngừng, song cảnh giới ấy cũng phải xả bỏ luôn, thì lúc đó bản tánh chân như thanh tịnh mới hiện tiền. Cảnh giới này quý vị chớ nghĩ lầm là xuất sắc hay đặc biệt, bất quá chỉ là ở cõi tứ thiền mà thôi, chưa phải là cảnh giới chứng đắc đạo quả. Đây vẫn còn là địa vị phàm phu, bởi vì dục vọng chưa đoạn tuyệt. Từ cảnh giới này, nếu quý vị tu phép tà định của ngoài đạo thì sẽ nhập vô tưởng thiên, thọ hưởng cảnh giới vô cùng an lạc. Nhưng nếu quý vị tu phép chánh định thì sẽ nhập ngũ bất hoàng thiên, tức là cảnh giới của bậc chứng quả. Nếu chứng được sơ quả A-la-hán, tức là quả vị Tu Đà Hoàng, thì không những khi nhập định không còn vọng niệm, mà khi đi đứng nằm ngồi đều chẳng có vọng tưởng, chẳng có chấp trước. Đạt được sơ quả thì chỉ mới đoạn được 88 phạm kiến hoặc sự mê mờ do cái thấy trong tam giới mà thôi. Hãy còn 7 dòng sinh tử nữa, chứ chẳng phải chứng sơ quả là nhập niết bàn được đâu. Lúc chứng được sơ quả, bất luận là gặp cảnh giới gì cũng không bị dao động, đối cảnh vô tâm, gặp cảnh không khởi tâm tưởng. Duy chỉ có đạo tâm duy nhất tu thiền, giả như cảnh giới bên ngoài có trang nghiêm đẹp đẽ ra sao, như là gái đẹp trai bảnh, cũng không thể làm cho tâm quý vị dao động. Lúc bấy giờ quý vị cũng chẳng tham thiền, tham sắc, tham danh, tham ăn hay tham ngủ nữa. Mọi thứ đều không tham thì mới có thể gọi là chứng quả. A-la-hán sơ quả đi không gây ra tiếng động, bởi vì chân họ cách xa mặt đất 3 phân. Vì sao vậy? Vì thánh nhân đắc quả có lòng từ bi, sợ rằng sẽ đạp chết các côn trùng nhỏ nên mới đi trong hư không. Quý vị hãy chú ý, không được tự xưng là đã chứng ngộ khi chưa chứng ngộ, hay là đã đắc quả khi chưa đắc quả. Như thế là phạm giới vọng ngữ, tương lai phải đọa địa ngục kéo lưỡi. Tôi phải nói trước cho quý vị rõ, còn tin hay không là tùy ở quý vị. Trong số Phật tử có kẻ chưa khai ngộ mà cứ tự rêu rao là đã khai ngộ, đó là hành vi không thể chấp nhận được. Dù thật quý vị đã khai ngộ, quý vị cũng không nên khoe khoang: "Tôi khai ngộ rồi, tôi có ngũ nhãn lục thông rồi nè." Quý vị chớ tự tuyên truyền, tự mình quảng cáo cho mình, vì như thế thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngay cả Phật và Bồ Tát, các ngài cũng không tự tuyên truyền, tự quảng cáo. Nếu có ai biết vị này là Bồ Tát hay vị kia là Phật quá thân thì hiện ở thế gian, thì các ngài liền biến mất. Đời Đường có 2 vị đại sư, một vị là Hàng Sơn, một vị là Thập Đắc. Hàng Sơn là quá thân của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, còn Thập Đắc là quá thân của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cả hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc vốn là quý vị đồng tu, rất thân với nhau. Ngài Thập Đắc khi còn thơ ấu được phương trượng Phong Can đem về chùa Quốc Thanh nuôi nấng và dạy bảo. Ngài Thập Đắc chuyên việc nấu nước trong nhà trù,
và mỗi ngày góp nhặt đồ ăn thừa cho vào ống trúc đem cúng dường ngài Hàn Sơn. Ngài Hàn Sơn thì ngủ ở động Nguyệt Quang trên núi Thiên Thai, mỗi ngày tới chùa Quốc Thanh nhận đồ thừa để ăn. Hai ngài tâm đồng ý hiệp, thường cười đùa bẩn cợt với nhau, nên cả chùa ai cũng cho các ngài là hai người điên, chẳng ai đếm xỉa gì đến họ cả. Không ai biết rằng hai ngài là Bồ Tát quá thân, du hí ở nhân gian để cứu độ những chúng sanh cần được độ. Một hôm, quan thái thú Lã Khu Yên tới gặp hòa thượng Phong Can và hỏi rằng: Thưa thiền sư, trong quá khứ chư Phật và Bồ Tát thường quá thân tới thế giới này, vậy thời nay chư Phật và Bồ Tát có còn quá thân tới cõi này nữa hay không? Ngài Phong Can đáp: Có chứ, bất quá ngài không nhận ra mà thôi. Bây giờ tại chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai, vị thầy chuyên nấu nước ở nhà trù chính là Phổ Hiền Bồ Tát đấy. Thầy có một người bạn là Hàn Sơn, tức là Văn Thù Bồ Tát. Sao ngài nói chẳng có ai? Lã thái thú nghe xong rất vui mừng, bèn đi gấp đến chùa Quốc Thanh để đảnh lễ hai vị Bồ Tát Hàn Sơn và Thập Đắc. Thầy tri khách chùa Quốc Thanh thấy quan thái thú đến viếng thì ân cần tiếp đãi, nhưng khi nghe vị quan này muốn gặp Hàn Sơn và Thập Đắc thì ngạc nhiên vô cùng. Chẳng biết vì sao ông ta lại muốn gặp hai người điên này. Tuy không hiểu được lý do, thầy cũng dẫn quan thái thú tới nhà trù. Bấy giờ đúng lúc hai ngài Hàn Sơn và Thập Đắc đang cười nói bô bô như hai kẻ điên khùng, khiến ai cũng được cười. Nhưng Lã thái thú vô cùng cung kính đảnh lễ hai ngài, rồi cũng hết sức cung kính thưa: Đệ tử là Lã Khưu Yên, xin thỉnh cầu quý đại Bồ Tát từ bi dạy bảo cho kẻ mê muội này. Ngài Thập Đắc hỏi: Ông làm gì thế? Thái thú đáp: Con nghe hòa thượng Phong Can dạy rằng hai ngài là quá thân của Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền, bởi vậy con đặc biệt tới đây để xin đảnh lễ và khẩn cầu quý ngài khai thị cho con. Ngài Thập Đắc nghe xong thì vừa thụt lùi vừa nói: Ngài Phong Can nói nhảm, Ngài Phong Can nói nhảm. Ngài Phong Can là quá thân của Đức A Di Đà, sao không lại ngài mà tới đây quấy rầy chúng tôi? Nói xong thì chạy ra khỏi chùa, lên tới động Nguyệt Quang núi Thiên Thai rồi. Cả hai ngài nhập vào vách đá. Thái thú thấy vậy vô cùng thất vọng, bởi vì hai vị Bồ Tát đã ẩn mình trong vách đá không ra nữa. Ông ta nghĩ thầm: Thôi hãy về lại Đức Di Đà vậy. Nhưng khi y về tới chùa thì mới hay ngài Phong Can cũng đã viên tịch. Đúng là đan diện thác quá, dục mất cơ hội trước mắt. Cho nên có câu rằng: Đối diện với Đức Quan Thế Âm mà chẳng nhận ra được ngài. Trong thiền đường này cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát, song tôi không thể tiết lộ cho quý vị biết được, để ngài khỏi bị quý vị đuổi chạy mất. Thiền thất tháng 12 năm 1980.